39 hộ đồng bào dân tộc thiểu số người Mường Thái Hờ Mông tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã biết sản xuất theo nhu cầu thị trường, canh tác tập trung, có sự hợp tác giữa các hộ nông dân và các hợp tác xã với nhau cùng doanh nghiệp, biết cách xây dựng bao bì, nhãn hiệu logo rau an toàn Vân Hồ, đồng thời hình thành phương thức đóng gói hàng chuyên nghiệp cũng như ứng dụng kỹ thuật trồng cây theo phương pháp an toàn việc gáp. Tham gia dự án sinh kế cộng đồng, bà con được hỗ trợ tập huấn về sản phẩm, được tư vấn kiến thức về thị trường, định hướng sản xuất và được hướng dẫn trồng đa dạng các loại cây, đặc biệt là cây trái vụ cho sản lượng cao, giá thành tốt, phù hợp với khí hậu của huyện Vân Hồ. Thành công của dự án chỉ ra rằng, khi nông dân định hướng sản xuất theo nhu cầu của thị trường, họ có thể tránh được rủi ro, được mùa, rớt giá. Như vậy, chương trình sinh kế cộng đồng đã thực sự phát huy tác dụng, mở ra cơ hội thị trường và mang lại nhiều sự đổi thay cho cuộc sống của người nông dân nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc.